sáng ngày 17 tháng 7, năm 2023, nhằm 30 tháng 5 âm lịch tại Chùa Huệ Chiếu, Văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Con Tum, tổ chức kỳ bố tác cho Chư Tăng trong mùa hạ an cư năm nay sau nghi thức niêm hương bạch Phật đảnh lễ tâm bảo, Hòa Thượng Thích Quảng Xã, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Ban Tăng sự Trung ương, Trưởng Ban Ban Trị sự với Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Đại vị Trùng Tuyên Giới tỳ Kheo và Bồ Tát nhằm ôn lại những điều Đức Phật dạy để tăng trưởng đạo lực thanh tịnh tăng đoàn bố tác là một trong những sinh hoạt đặc thù của tăng đoàn nhằm nuôi lớn bản thể thanh tịnh của tăng là dịp định kỳ để chư tăng cùng nghe lại giới pháp đã thọ cùng nhắc nhở nhau về giới luật của người xuất gia theo đó phát triển huệ mạng trong sự thanh tịnh giữ gìn sinh mệnh của tăng đoàn được biết trong 3 tháng mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2566, chư tăng thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh Con Tum và ban trị sự các huyện thị thành phố cùng toàn thể chư tăng trong tỉnh sẽ vân tập về hạ trường chùa Hội chiếu thực hiện lễ bố tác vào hai ngày 15 và 30 hàng tháng đến khi mãn hạ.